Xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là một chiếc Mercedes S350. Một chiếc Mercedes S350 đang được bày bán tại chợ ô tô số 1 Hải Dương, địa chỉ 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, với giá tiền 235 triệu đồng. 235 triệu là giá của một chiếc Mercedes S350 như quý vị nhìn thấy đây. Quý vị muốn xem xe, kiểm tra xe, test xe và chạy thử xe, xin vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0855 966 966. Và bây giờ Dung Audi sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn chiếc xe này, một chiếc Mercedes S350 như quý vị nhìn thấy đây. Một chiếc xe dài, rộng, phân hạ khúc S của Mercedes thì nó là phân khúc quá là cao cấp rồi. Các bạn sẽ nhìn thấy xe được trang bị 4 la răng đúc và 4 phanh ABS. Cảm biến quanh xe, mắt cảm biến đây, mắt cảm biến. Rồi là đèn bi xê lông siêu sáng, rửa đèn pha tự động. Đây là hệ thống rửa đèn pha tự động này. Đèn bi này, cảm biến này. Rồi là xi nhan trên gương bằng LED. Tay nắm cửa mạ chrome. Đây, tay nắm cửa mạ chrome đây. Cảm biến lùi, cảm biến trước, cảm biến sau. Đây ở đây là cảm biến sau. Rồi cam lùi. Camera lùi này, rồi là cảm biến quanh xe này. Xi nhan trên gương 4 la răng đúc, 4 phanh ABS, cỡ lốp là 225/55 R17. Về nội thất trong xe, xe được trang bị như sau. Bạn nhìn đấy, xe được trang bị ghế chỉnh điện này, ghế chỉnh điện, rồi là sấy ghế, điều hòa ghế, nhớ ghế điện, gương kính chỉnh điện, vô lăng tích hợp bàn phím, có cruise control, đi ga tự động, rồi là dây rất nhiều chức năng, điều hòa sấy này, rồi là ngả ghế, gốc ghế này, điều hòa này, túi khí này. Xe này thì được trang bị, xe được trang bị tất cả là 2, 4, 6. Đây ạ, 1 này, 2 này, 3. Đây cả túi khí đây, 3, 4, 6, 8, 10. Xe được trang bị 10 túi khí, cửa sổ nóc. Cửa sổ nóc đây. Được trang bị 10 túi khí này, vô lăng tích hợp bàn phím, màn hình camera lùi, ghế chỉnh điện, nâng hạ, rồi là có cả nâng hạ gầm các bạn nhé. Đây ạ, có cả nâng hạ gầm này. Đây, chức năng nâng hạ gầm đây. Đây là nâng hạ gầm này. Nâng hạ gầm. Rồi là chức năng điều chỉnh độ nghiêng của xe, độ dốc của xe. Rất nhiều thứ. Cửa sổ nóc đây. Có 235 triệu thôi. Một chiếc xe sang. Hai vùng điều hòa, 4 ghế chỉnh điện. Hai vùng điều hòa độc lập tự động, 4 ghế chỉnh điện. Rồi là cửa sổ nóc, loa súp, nhớ ghế điện, 10 túi khí. Xe thì hiện nay đang được bán với giá là 235 triệu. 235 triệu đồng thôi ạ. Xe thì các bạn nhìn thấy nội thất xe rất đẹp nhé. Tí nữa chúng ta sẽ đi đến các cái chi tiết hơn. Đây là nội thất của xe. Quá đẹp phải không ạ? 235 triệu đồng, xe có số tự động. Một chiếc Mercedes S350.
lên. Đây ạ. Cốp của nó đây các bạn nhé. Bình ắc quy của Mẹc thì nó ở đằng sau, mới thay cái bình ắc quy mới cứng cựa luôn. Bà con nhìn thấy ắc quy mới cứng cựa nha. Lốp dự phòng đây. $230 triệu, $235 triệu. Có 235 triệu mà có Mẹc đi rồi bà con ạ. Mẹc lại không phải Mẹc thường nhé, Mẹc hạng sang ở Noi ạ. Mẹc này là Mẹc hạng sang ở Noi. S350 cơ mà. Đây là khoang động cơ. Đây, đây là khoang động cơ của chiếc xe. Bây giờ em mở hết ra rồi. Bây giờ em sẽ đi quay về mặt kỹ thuật từng chi tiết một cho bà con xem, bà con nhé. Đầu tiên là cũng nói luôn với bà con là loại xe này ấy, thì là nó không có chỉ đâu, mà nó là gấp mép. Các bạn nhé, nó không có chỉ đâu ạ, nó là gấp mép. Đây, gấp mép đâu. Các cái của nó là không phải là chỉ xe đấy mà nó gấp mép luôn. Còn đây là phần tai, mặt đây của cánh phụ. Vâng, Mẹc, 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 các anh xem xe. Vâng, anh vào trong nhà uống nước đợi em tí. Vâng. Đây dòng này thì nó không có chỉ các bạn nhé, mà nó là toàn bộ là gấp mép. Đây là nó gấp mép nhé, chứ không có chỉ. Đây tất cả là ghế chỉnh điện, loa súp. Đây. Đây và bản lề, ghế da trần nỉ đẹp. Mua về đổ sang chạy không phải làm gì. Đây ạ. Kết cấu của nó đã thấy phức tạp rồi. Bạn nhìn thấy chưa? Kết cấu đây là lò xo. Đây là cái lò xo để hỗ trợ mở cốp. Bấm nút cái là tự nó đẩy lên, hỗ trợ mở cốp đây. Đây lò xo đây. Toàn bộ là gấp mép hết các bạn nhé. Tất cả là gấp mép hết, chứ không có chỉ. Cái loại này là không có chỉ các bạn. Loại này mà đi tìm chỉ là hơi hết hơi đấy. Loại này đó là gấp mép. Xe của Đức đa số là gấp mép, kể cả B với Mẹc là đa số là gấp mép các bạn nhé. Cho nên là nhiều bạn là không biết là đi tìm mà cứ bảo làm sao lại chỉ đâu rồi. Cái loại này là nó thay bằng là nó là chỉ thì cái này nó là gấp mép các bạn này. Đấy, nó gấp mép hết. Dòng xe của Đức B với Mẹc là gấp mép. Các bạn tìm chỉ không tìm được đâu nha. Đấy là nói cho bà con hiểu đây. Đây là cánh lái. Đây, bản lề đây. Còn về khoang động cơ. Đây này, khoang động cơ thì xe của Đức ấy, thì các bạn nhìn đây. Cái bên cạnh này này. Nó không có chỉ đâu. Nó toàn bộ nó không có chỉ mà nó là gấp mép và đinh tán. Đây các bạn nhìn thấy hàng đinh tán này. Nó là đinh tán dập, nó là gọi là dập thì đúng hơn. Đây hàng đinh dập đây. Đấy, hàng đột đinh đột dập nhé các bạn nhé. Đấy, đinh tán đột dập này. Đây ạ. Xe của Đức nó là thế. Đây đinh tán đột dập đây các bạn nhé. Còn động cơ của nó là các bạn nhìn này, sạch sẽ, chỉ có vết bụi của thời gian thôi. Xe cái loại này thì nó lâu ngày rồi thì dĩ nhiên là nó bụi bặm, nhưng mà nó không bị dầu mỡ gì. Đây ạ, các bạn nhìn đây ạ. Rất là khô ráo sạch sẽ, đúng không? Máy ngon, số êm. Thế là ok. Quan trọng máy móc cái loại này, máy móc phải ngon.
Đây, không dầu mỡ gì, các bạn nhìn sâu dưới này không có dầu mỡ gì cả nhá. Khô ráo sạch sẽ. 235 triệu đồng thôi. 235 triệu đồng cho một chiếc Mercedes S350. Như quý vị nhìn ở đây. Mercedes S350 hiện nay đang được bán tại chợ ô tô số 1 Hải Dương với giá tiền 235 triệu. Các bạn xin vui lòng liên hệ trực tiếp Dũng Audi, số điện thoại 0855 966 966, để được biết thêm thông tin chi tiết cũng như là được tư vấn cụ thể hơn về chiếc Mercedes S350 có giá tiền 235 triệu bà con nhé. Quý vị cũng đừng quên bấm đăng ký kênh. Hãy bấm vào đăng ký kênh để nhận được tin nhắn thông báo mỗi lần Dũng Audi live stream báo giá, mỗi lần Dũng Audi có video chi tiết về mỗi chiếc xe mới về. Bà con sẽ nhận được tin nhắn thông báo, bà con nhé. Hãy nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ cho Dũng Audi. Và cần tư vấn gì xin vui lòng liên hệ 0855 966 966. Dũng Audi, ô tô cũ Hải Dương, chợ ô tô số 1 Hải Dương xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video clip tiếp theo. Dũng Audi trân trọng kính chào quý khách.